Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 29 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Nhân rộng mô hình nông thôn mới ở Lâm Đồng. Cát tiền trên 1,6 tỷ đồng đền bù sạt lở cho các hộ dân dọc sông Đồng Nai. Nuôi dưỡng nụ cười thiên thần đến với các bạn nhỏ. Du học tăng gây lãng phí nguồn lực đất nước. Eurozone chưa sẵn sàng đối phó với khủng hoảng mới. Tri thức trẻ quyết tâm khởi nghiệp bằng con đường nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội cho cán bộ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Ông Trịnh Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng cùng 160 cán bộ của 13 tỉnh thành khu vực đã tham dự. Trong thời gian 7 ngày từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, các học viên là cán bộ văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội các tỉnh miền Trung Tây Nguyên sẽ được quán triệt các nội dung, những vấn đề chung về công tác văn thư và công tác lưu trữ, quán triệt đề án phát triển công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Thể loại thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản Đảng, soạn thảo ban hành quản lý văn bản và quản lý sử dụng con dấu, lập hồ sơ và giao nộp tài liệu và lưu trữ cơ quan, thu thập tài liệu và lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử, xác định giá trị tài liệu, phân loại tài liệu, chỉnh lý tài liệu, thống kê bảo quản tài liệu trong lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, các học viên sẽ được tham quan thực tế tại một số cơ quan đơn vị ở thành phố Đà Lạt và viết bài thu hoạch cuối khóa. Thông qua lớp tập huấn sẽ có phần trang bị cho cán bộ viên chức làm công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên những kiến thức cơ bản và cập nhật những hướng dẫn mới về nghiệp vụ, kỹ năng về công tác văn thư lưu trữ ở các cấp ủy, cơ quan tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao giá trị cây cà phê thông qua việc chứng nhận chứng chỉ bền vững. Chương trình nuôi dưỡng nụ cười thiên thần cho các bạn nhỏ có phần từng bước hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh về răng miệng cho học sinh tiểu học tại thành phố Đà Lạt. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Cùng với tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, những năm qua các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã phối hợp sáng tạo xây dựng các mô hình nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành trên 320 mô hình phát triển kinh tế về nông thôn mới. Trong đó có hơn 200 mô hình trồng trọt, trên 60 mô hình chăn nuôi, 11 mô hình thủy sản, 23 mô hình dịch vụ ngành nghề và trên 135 mô hình bảo vệ môi trường. Qua khảo sát, hầu hết các mô hình, nhất là những mô hình được hình thành thông qua phong trào dân vận khéo, đi vào hoạt động, đã có tác động tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa bền vững, đồng thời tạo tính liên kết, tổ chức và ý thức về sản xuất của người dân trong vùng. Từ hiệu quả của những mô hình này, các địa phương tiếp tục nhân rộng ra trên địa bàn. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng hiện có khoảng 15.000 ha cà phê được trồng cây che bóng, gần 57.000 ha cà phê được cấp chứng chỉ bền vững UTZ 4C, Rye Forest, chiếm 33% tổng diện tích canh tác. Tổng diện tích canh tác cà phê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đạt gần 174.000 ha, tăng 14.300 ha so với năm 2013, thời điểm bắt đầu thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp Lâm Đồng. Theo ngành chức năng địa phương, diện tích cà phê tăng phần lớn là do chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả hơn như chè, điều, vườn tạp. Song song đó, các mô hình canh tác cà phê theo hướng bền vững cũng tiếp tục được phát triển. Theo đó, Lâm Đồng hiện có khoảng 15.000 hecta cà phê được trồng cây che bóng, gần 57.000 hecta cà phê được cấp chứng chỉ bền vững UTZ 4C Rainforest, chiếm 33% tổng diện tích canh tác. Toàn tỉnh hiện đang xây dựng và hình thành 5 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích khoảng 1.500 hecta trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh. Công nghệ canh tác, thu hoạch và đảm bảo sau thu hoạch được chú trọng, tình trạng thu hái xanh non giảm. Nhiều hộ dân đầu tư máy sấy cà phê với công nghệ mới, kho dự trữ cà phê nhằm chủ động với thời tiết. Thông qua đó, chất lượng cà phê nhân có sự cải thiện đáng kể. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn cần nguồn vốn đầu tư lớn.
trong lúc hầu hết người dân trồng điều đều có điều kiện kinh tế khó khăn nên cần sự hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay huyện có hơn 9.000 hecta điều trên đất nông nghiệp và lâm nghiệp. Đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp, chỉ có thể chống đói, không thể giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Vì vậy, Đà Tẻ đã tiến hành chuyển đổi xong 1.500 hecta cây điều sang trồng các loại cây khác như tầm bông, dâu tầm và một số loại cây ăn trái khác. Huyện đã trích từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nông dân 5 triệu đồng mỗi hecta. Hiện nay, theo rà soát của ngành chức năng, trên địa bàn huyện còn có 4.500 hecta điều trên đất nông nghiệp có khả năng chuyển đổi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này cần đầu tư nguồn vốn lớn. Trong lúc hầu hết người dân trồng điều đều có điều kiện kinh tế khó khăn, do nhiều năm gần đây, diện tích cây điều liên tục bị dịch bệnh gây hại nặng nề, khiến cho nông hộ bỏ chi phí đầu tư nhưng không có thu hoạch. Vì vậy, để có thể chuyển đổi diện tích điều kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác trên địa bàn huyện Đà Tẻ nói riêng và các huyện có điều kiện sản xuất tương tự, cần có sự hỗ trợ từ các nguồn lực lớn hơn. Để giúp các hộ dân khắc phục sạt lở do tình trạng khai thác cát ở địa phương gây ra, qua công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, ngành chức năng, phòng tài nguyên và môi trường đã kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên yêu cầu các doanh nghiệp đền bù để cho các hộ dân với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Theo đó, có 156 hộ dân ở các xã là Phùng Mỹ, Quảng Ngãi bị sạt lở trên 107.300m2 đất dọc bờ sông Đồng Nai đã được các doanh nghiệp đền bù. Ngoài số tiền nêu trên, hiện nay huyện Cát Tiên đang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đền bù cho 107 hộ dân bị sạt lở 77.000m2 đất tại thị trấn Cát Tiên, xã Phước Cát 1 và xã Quảng Ngãi với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Việc làm trên thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với việc khắc phục hỗ trợ để người dân có điều kiện tái sản xuất sau khi bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản. Được biết, dọc bờ sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận huyện Cát Tiên, hiện còn 7 giấy phép được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp khai thác cát với trữ lượng 65.000 mét khối một năm. Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xác định được hàng chục bến cóc xe dù đang hoạt động kinh doanh vận tải trái phép trên địa bàn một số huyện thành phố trên địa bàn Lâm Đồng. Cụ thể, tại thành phố Đà Lạt, cơ quan chức năng thống kê có 7 bến cóc của các nhà xe Phúc Hải, Thanh Thúy, Vũ Hương, Tài Thắng, Hiền Ân, Bảo Vân và Thanh Bình Xanh và 14 xe dù của nhà xe Bảo Vân và Hiền Ân hoạt động ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Tại thành phố Bảo Lộc có 25 xe dù hoạt động khi chưa được cấp phù hiệu đón trả khách, không theo tuyến đăng ký. Xe chạy tuyến cố định như xe hợp đồng. Tại các huyện Đơn Dương, Bảo Lâm, Cát Tiên và Đức Trọng, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xác định được hơn 40 xe dù, 5 điểm đón trả khách sai quy định. Những xe trên đã được ghi biển số nhận dạng để cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm. Về vấn đề bến cóc xe dù, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm xe dù bến cóc hoạt động trên địa bàn, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như lập điểm đón trả khách trái phép, kinh doanh vận tải bằng ô tô không có giấy phép, điều khiển xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển khách theo hợp đồng có bán vé, thu tiền hoặc thực hiện xác nhận đặt chỗ cho hành khách, vân vân. Góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thực hiện thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo, 2 năm trở lại đây, kinh phí dành cho chương trình nha học đường không còn được cấp cho các trường học. Từ thực tiễn trên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt và Phòng Giáo dục Đà Lạt đã kêu gọi một số các đơn vị tư nhân chuyên về nha khoa tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các em học sinh tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn với thông điệp nuôi dưỡng nụ cười thiên thần. Sau một tháng chương trình triển khai thực hiện, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cứ đều đặn một tuần hai lần, chiếc xe màu tím với thông điệp nuôi dưỡng nụ cười thiên thần lại lần lượt đến 25 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt để chăm sóc, khám răng, tư vấn phòng ngừa sâu răng, nha chu, thực hiện nhổ trắm răng sâu cho học sinh. Đây là chương trình được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt, Phòng Giáo dục thành phố Đà Lạt phối hợp với Công ty Cổ phần Nha Y Dược, Nha khoa Tâm Sài Gòn Đà Lạt tổ chức thực hiện. Chương trình kéo dài trong 5 năm giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023. Sau gần một tháng triển khai thực hiện, chương trình Nha học đường đã khám và điều trị răng cho khoảng 2.500 học sinh ở 7 trường tiểu học Nam Hồ, Trại Mát, Cửu Long, Nam Thành, Xuân Thọ và Tà Nung. Hôm nay con được lên đây, các cô chú khám răng. Con thấy rất là vui. Con mong ước có những chương trình như thế này.
và có nhiều bác sĩ khám răng cho con để cho răng con được trắng đẹp và không sâu răng nữa. Để thực hiện được chương trình này, nha khoa Tâm Sài Gòn tại Đà Lạt đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị với một xe khám lưu động như một phòng khám nha khoa chuyên dụng, 5 ghế khám, 3 máy khám lưu động tạo xoang trám và 300 bộ dụng cụ khám riêng biệt. Học sinh được chăm sóc tại chỗ, được lập hồ sơ theo dõi tình trạng về răng trong suốt 5 năm, từ đó được hướng dẫn phương pháp chăm sóc răng miệng đúng cách. Đối với việc điều trị răng miệng, học sinh được nhổ răng sữa lung lay, trám chọn lọc, trám bít thố rãnh. Riêng với răng vĩnh viễn bị sâu lớn không thể bảo tồn, sẽ được bác sĩ chỉ định đến các cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị. Riêng kinh phí mua thuốc tê và vật liệu trám răng được sử dụng từ nguồn kinh phí trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe học sinh hàng năm. Năm vừa rồi thì do trung tâm bên y tế thì nói chung là cũng có vấn đề, cho nên là nhà trường đã tạm ngưng một năm. Cho đến năm nay thì được kết hợp như vậy và được cái chương trình miễn phí của kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố. Đây là một cái chương trình rất là hiệu quả đối với nhà trường. Và tôi thấy là bên trung tâm về làm việc thì tôi thấy là cái rất là bài bản, rất là có một cái kế hoạch rất là chu đáo. Cho nên khi mà tôi thấy về thì tôi thấy là chương trình này là rất là thiết thực và hiệu quả. Và xây dựng một cái kế hoạch, một cái lịch và một cái nội dung chương trình để thực hiện cho nó tốt. Chúng tôi đón nhận được cái tấm lòng sẻ chia của công ty và tất cả cán bộ nhân viên của công ty nha khoa Tâm Sài Gòn. Như vậy là chúng tôi đã kết nối được những tình nguyện viên, những người có tấm lòng để sẻ chia với xã hội, trong đó cụ thể là những người có kiến thức về nha, có cái tấm lòng với các em học sinh là đến cùng với chúng tôi để mang cái nụ cười thiên thần đến cho các em. Có thể nói nha khoa Tâm Sài Gòn tại Đà Lạt là đơn vị tiên phong trong chương trình hoạt động nhân đạo trên lĩnh vực bảo vệ sức khỏe. Từ đó giúp nhà trường, phụ huynh và học sinh biết bảo vệ, chăm sóc răng miệng đúng cách cho con em. Đây chính là lứa tuổi đang phát triển về thể chất. Khi chương trình kết thúc, nha khoa Tâm Sài Gòn tại Đà Lạt sẽ tiếp tục đồng hành chăm sóc răng cho các em học sinh ở khối cấp 2. Bên Tâm Sài Gòn đã lên kế hoạch rồi, đã lên kế hoạch cho 5 năm và đồng hành cùng với Chữ Thập Đỏ là sẽ có một cái kế hoạch xuyên suốt như thế. Tuy nhiên thì cũng rất là mong muốn có một cái sự hỗ trợ từ ở phía nhà trường cũng như là góp sức chung tay cùng ở xã hội cộng đồng cũng như phụ huynh. Tại vì cái chương trình này mong muốn đem đến tới một cái ảnh hưởng cái giáo dục. Quan trọng là điều trị thì chỉ là ở những cái nó đã có sẵn. Tuy nhiên mình mong muốn là các phụ huynh có cái ý thức để chăm sóc răng miệng cho con em tại nhà. Thì cái đó nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều so cho các bé. Chương trình được thực hiện trên tinh thần xã hội hóa, góp phần từng bước hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh về răng miệng cho học sinh tiểu học tại thành phố Đà Lạt. Đúng với thông điệp mà những người làm công tác nhân đạo của chương trình mang lại, đó là nuôi dưỡng nụ cười thiên thần cho các bạn nhỏ. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Sáng ngày 29 tháng 10, Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2018. Tham gia liên hoan có gần 200 nghệ nhân diễn viên đến từ 12 câu lạc bộ dân ca và nhạc cổ truyền của các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Liên hoan thu hút 40 tiết mục với các thể loại như đơn ca, song tam ca, ca ra bộ, độc tấu, hòa tấu và vọng cổ. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, sự phát triển và đổi thay về kinh tế xã hội của tỉnh. Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ, các nghệ nhân, diễn viên không chuyên trên địa bàn tỉnh được giao lưu học hỏi, qua đó chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và kỹ năng diễn xướng. Đồng thời biểu dương ghi nhận và tôn vinh những người có công gìn giữ, trao truyền vốn di sản quý báu nhằm đẩy mạnh phong trào hát dân ca trong tầng lớp nhân dân ngày một phát triển. Trong 5 ngày từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10, Hội Bảo trợ trẻ em nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn bác sĩ nha khoa thuộc Hội Nha khoa Pháp Việt, Hội Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám và điều trị miễn phí các bệnh về răng miệng tại huyện Đức Trọng. Đợt này, đoàn đã khám và điều trị các bệnh về răng miệng miễn phí cho gần 2.000 bệnh nhân đến từ các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh và Đà Lạt. Bằng các máy móc y khoa tiên tiến hiện đại, bên cạnh đó đoàn cũng đã tư vấn hướng dẫn dùng thuốc đánh răng để vệ sinh răng miệng đúng cách. Đây là hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân thay đổi nhận thức về việc chăm sóc vệ sinh răng miệng, góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 3 tháng 12, chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Sáng ngày 29 tháng 10, Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức Hội thao Người Khuyết tật thành phố Đà Lạt lần thứ 3. Diễn ra trong thời gian 2 ngày 29 và 30 tháng 10, trên 70 vận động viên khuyết tật tham gia thi đấu ở các nội dung
gồm xe lăn 100m nam nữ, xe lắc 400m nữ, 800m nam, điền kinh 200m nam, 100m nữ và cờ tướng. Hội thảo lần này nhằm tạo sân chơi lành mạnh với mục đích sống vui, sống khỏe cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Qua đó, tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt tham gia tập luyện và thi đấu tại các giải thể thao người khuyết tật trong tỉnh năm 2018. Nhằm tạo sân chơi cho học sinh đang theo học tiếng Anh, được tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của các nước trên thế giới, từ đó tạo môi trường thuận lợi để các em được giao lưu học hỏi, phát triển vốn tiếng Anh của mình trong một môi trường tốt nhất. Tối ngày 28 tháng 10 tại khách sạn Ngọc Lan, Trung tâm Anh ngữ Đà Lạt Academy đã tổ chức đêm hội Halloween cho học sinh đang theo học ở trung tâm. Tại đây, các em được tham gia vào phần thi hóa trang, thi hát tiếng Anh và hòa mình vào những điệu nhảy sôi động. Được biết, Trung tâm Anh ngữ Đà Lạt Academy hiện có gần 800 học viên đang theo học tiếng Anh ở các cấp độ Starter, Mover, Fly, Get, Pet ở 60 lớp. Qua 13 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Anh ngữ Đà Lạt Academy đã đồng hành với trường đại học Cambridge Anh đào tạo chuyên sâu và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho học viên. Phần tin trong nước và quốc tế. Quốc tế hóa nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hội nhập nhưng cần phải xem xét lại chất lượng giáo dục khi hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp. Eurozone vẫn chưa được trang bị đủ để có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc kinh tế mới. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ đô la, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, thủy sản ước đạt 7,24 tỷ đô la Mỹ, lâm sản chính đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ. Bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, nhập khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2018 đạt 25,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thức ăn gia súc, hạt điều. Đáng chú ý là giá nhiều mặt hàng tăng trong 10 tháng qua, gồm lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, cá tra và tôm. Đây là tín hiệu dự báo tình hình thị trường tốt những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Theo thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá lúa gạo trong nước quý tư có dấu hiệu khởi sắc do tình hình xuất khẩu lạc quan, đã kích thích giá tại thị trường nội địa tăng. Tháng 10 năm 2018, thu hoạch vụ hè thu đã kết thúc và một số địa phương bắt đầu thu hoạch vụ thu đông. Giá lúa thu đông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung hạn hẹp. Cụ thể, giá lúa thường dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg tùy loại, lúa đặc sản dao động từ 7.000 đến 14.000 đồng 1 kg. Dự báo thị trường lúa gạo trong nước sẽ khởi sắc trong quý tư do nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước như Philippines, Indonesia tăng để bù đắp sản lượng thiệt hại do thiên tai. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng thường tăng vào các tháng cuối năm. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Indonesia, Iraq, Hồng Kông của Trung Quốc, Philippines và Malaysia. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2018 đạt 503 đô la Mỹ một tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái 2017. Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới đã công bố danh sách 21 thành phố khu vực được vinh danh có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2019. Trong đó, Bình Dương là thành phố đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách này. Danh sách 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2019 gồm Bình Dương của Việt Nam, Albert Frost, British Columbia của Canada, Adelaide, South Australia của Australia, thành phố Chiaji của Đài Loan, Trung Quốc, Chicago, Illinois của Mỹ, Curitiba, Barana của Brazil, Moscow của Nga và nhiều thành phố khác. Để trở thành thành phố thông minh và tham gia vào cộng đồng thành phố thông minh thế giới, một khu vực, thành phố hay vùng cần đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí: băng thông rộng, lực lượng lao động trí thức cao, đổi mới thông qua các mối quan hệ giữa doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức, bình đẳng tiếp cận công nghệ số, phát triển bền vững, ủng hộ, khích lệ sự đổi mới. Khoảng 10 năm trở lại đây, trào lưu du học nước ngoài ngày càng tăng, nhất là ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng cao của người học khi hướng về môi trường giáo dục được cho là ưu việt hơn. Tuy nhiên, xu hướng trên đặt ra không ít vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhất là chất lượng giáo dục của Việt Nam. Lê Minh Chí hiện đang học lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Newton, Hà Nội. Tuy nhiên, em đã quyết định nghỉ học để tham gia luyện thi lấy bằng tú tài Trung học Hoa Kỳ tại hệ thống Ivy Prep Education.
Đây là cơ hội giúp Chí rút ngắn thời gian học cấp 3 của mình và sớm tiếp cận với môi trường du học tại Mỹ. Ở Mỹ thì mình có thể học được rất nhiều thứ, học rất nhiều ngành chuyên sâu. Ngoài ra thì cũng có môi trường sinh viên, đấy là điều thứ hai. Do em biết là nhiều nhân tài, đa số đều đến từ Mỹ và họ rất biết cách chọn lọc nhân tài và họ rất coi trọng những nhân tài. Vậy nên là em muốn có một cái môi trường để em có thể cạnh tranh nhiều hơn. Việt Nam hiện có 150.000 du học sinh trên toàn thế giới, trong đó 90% du học tự túc. Mỗi năm người Việt chi khoảng 3-4 tỷ đô la Mỹ cho học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập, nghiên cứu. Không chỉ tăng mạnh về số lượng mà độ tuổi du học của học sinh cũng ngày càng được trẻ hóa. Hiện tại ở Việt Nam thì việc học lý thuyết ở các trường đại học thì chị thấy hơn nhiều. Nếu như các bạn học ở nước ngoài thì các bạn có cái cơ hội để các bạn học thực hành nhiều hơn. Cách đây khoảng 5 năm thì các bạn học sinh đến với Ivy Prep của chúng tôi thì gần như là đến cái giai đoạn cuối của năm cấp 3, tức là lớp 11 và lớp 12 là chủ yếu, tức là sau khi các bạn ấy hoàn thiện được một số chứng chỉ về đào tạo ngoại ngữ. Thế nhưng một vài năm gần đây thì gần như là trẻ hóa đi rất nhiều, kể cả từ phía phụ huynh, các vị phụ huynh cũng đã nhận thức từ rất sớm rằng là từ năm lớp 8, lớp 9 để mà chuẩn bị cho con đi du học. Theo nhiều chuyên gia, trào lưu du học phát triển đồng nghĩa với việc một lượng tiền khá lớn bị chuyển ra nước ngoài. Thêm đó là mối lo về chảy máu chất xám. Số liệu khảo sát cách đây vài năm cho thấy có tới 60-70% số du học sinh Việt Nam ở lại nước ngoài sau khi học xong để học tiếp hoặc tìm được cơ hội việc làm ở nước sở tại. Thậm chí có du học sinh theo diện cơ quan cử đi học bằng ngân sách nhà nước, nhưng học xong đã không trở về phục vụ như cam kết trước khi đi. Điều này gây thiệt hại cả về vật chất lẫn nhân lực cho quốc gia. Rõ ràng là ở trong nước không đáp ứng được cái yêu cầu của những người mà đi du học thì họ mới phải đi. Và nếu mà chúng ta đáp ứng càng cao, càng tốt cái yêu cầu của phụ huynh, của xã hội, của gia đình, của người đi học, thì lúc đấy chắc chắn là cái nguồn mà cái luồng mà di chuyển nước ngoài học tập nó sẽ bớt đi. Hàng ngày, những lớp học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm tư vấn du học Ivy Prep thu hút ngày càng đông các em nhỏ. 100% trong số các em là điều khó, nhưng đa số các em học tại đây sẽ đi du học trong tương lai là điều chắc chắn. Và con số hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp và quốc tế hóa nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại chất lượng giáo dục. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk, hiện bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn tỉnh với nhiều ca bệnh xuất hiện trong cùng một địa phương. Ngành Y tế Đắk Lắk đang tiến hành các biện pháp khống chế, không để bệnh sởi bùng phát trên diện rộng. Ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk được phát hiện vào ngày 25 tháng 9 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. Sau đó, bệnh sởi liên tiếp được phát hiện tại các huyện Buôn Đôn 11 ca và huyện Ea Súp 2 ca. Qua điều tra cho thấy, toàn bộ 10 bệnh nhân dương tính với sởi tại huyện Buôn Đôn đều đã từng đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. Do đó, bệnh sởi tại Đắk Lắk có khả năng bị lây lan trong cộng đồng dân cư và lây chéo tại bệnh viện. Sởi là bệnh rất dễ lây. Tuy nhiên là việc cách ly của chúng ta không những ở trong cộng đồng mà kể cả ở bệnh viện thì hiện nay cũng còn một số vấn đề còn đang khiếm khuyết. Điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện là cũng chưa đủ hẳn để chúng ta có thể cách ly. Ví dụ như là chúng ta chưa có một cái khu cách ly riêng biệt giữa bệnh viện với lại cái môi trường các cái khu khoa bệnh khác, cho nên là cái việc lây chéo trong bệnh viện nó rất có thể khả năng xảy ra. Trước tình hình bệnh sởi bùng phát nhanh trong tháng 10, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị y tế các tuyến huyện để chủ động ứng phó khi dịch sởi bùng phát trên diện rộng. Và chúng tôi đã thành lập một cái khu cách ly riêng cho bệnh sởi và sử dụng các cái quy định của Bộ Y tế trên cách ly bệnh sởi. Xử lý cả cái vấn đề cách ly người nhà, vấn đề vệ sinh của trẻ, vấn đề xử lý các cái rác thải y tế và các cái tập hướng dẫn cho người nhà về cái biện pháp và phòng lây chéo. Thứ nhất là chúng ta củng cố lại cái hệ thống chẩn đoán và điều trị. Thì hiện nay đã tập huấn cho gần như là 100% các cái đơn vị của toàn tỉnh rồi. Thứ hai là về việc phòng thì chúng ta cũng đã tập huấn lại cái việc giám sát và phòng chống bệnh sởi. Chúng ta đi kiểm tra các cái đơn vị y tế của các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện. Chúng ta chấn chỉnh lại cái công tác là cách ly bệnh nhân, chẩn đoán làm sao cho nó sớm, cách ly sớm để đảm bảo là bệnh nhân là tránh cái hiện tượng lây chéo trong bệnh viện.
Ngành Y tế Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh sởi tại cộng đồng và bệnh viện. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu ho, sốt, phát ban, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, cách ly và xử lý kịp thời. Cuộc khủng hoảng ngân sách của Italia chưa có khả năng lây lan sang các nước thuộc Liên minh châu Âu. Song khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn chưa sẵn sàng đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế mới. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo này. Theo ông Le Maire, sẽ không có sự lây lan nào từ cuộc khủng hoảng ngân sách của EU bởi Ủy ban châu Âu EC đang cứu Italy khi đề nghị Rome đệ trình dự thảo ngân sách mới trong vòng 3 tuần nữa. Tuy nhiên, Eurozone vẫn chưa được trang bị đủ để có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc kinh tế mới. Do đó, các nước cần thực thi những gì đã đề xuất để có một liên minh ngân hàng và ngân sách đầu tư mạnh mẽ. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Tài chính Pháp đưa ra trong bối cảnh EC vừa bác dự thảo ngân sách 2019 của Italy, trong đó dự kiến sẽ tăng mức thâm hụt ngân sách năm 2019 lên 2,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, sau đó giảm còn 2,1% vào năm 2020 và 1,8% trong năm 2021. EU và IMF cảnh báo kế hoạch này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ngân sách của Italy. Các quan chức Eurozone cho rằng vụ việc này có thể gây ảnh hưởng và trì hoãn tiến trình cải cách. Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ những vấn đề quốc tế hóc búa nhất nhưng phải trên cơ sở bình đẳng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng kể từ sau tuyên bố dọa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF của Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow muốn có mối quan hệ thương mại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau với tất cả các nước, trong đó có Mỹ. Và nếu có lĩnh vực nào mà Washington sẵn sàng thảo luận trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, thì Moscow sẵn sàng. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ mưu toan gây ảnh hưởng đối với tình hình ở Nga. Theo đó, Mỹ một mặt cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, song chính Washington đang lợi dụng điều này để gây ảnh hưởng đối với Nga. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ tiếp tục có thêm mâu thuẫn khi Tổng thống Donald Trump mới đây đe dọa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh INF, trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận. Thành phố Southampton của Anh đang đưa vào thử nghiệm loại xe buýt mới có khả năng lọc sạch không khí trong khi di chuyển. Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ và hệ thống lọc này sẽ được triển khai trên cả nước. Sáng kiến này do Go Ahead, một trong những nhà điều hành xe buýt và tàu hỏa lớn nhất nước Anh thực hiện. Đây được xem là một biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong thành phố. Xe buýt không chỉ là một giải pháp để giải quyết vấn nạn tắc đường, mà nó cũng là giải pháp giúp cải thiện chất lượng không khí, giúp không khí của cả thành phố trở nên trong lành hơn. Được đặt tên là Blue Star, chiếc xe buýt này được trang bị một hệ thống lọc không khí trên đỉnh xe. Trong khi xe di chuyển, hệ thống lọc cũng đồng thời hoạt động. Bộ lọc có khả năng loại bỏ đến 99,5% các hạt bụi phân tử siêu nhỏ. Trong một năm, nó có thể lọc sạch khoảng 20 triệu mét khối không khí. Đợt thí nghiệm sẽ kéo dài 3 tháng. Hiệu quả của chương trình sẽ được đánh giá thông qua kết quả hoạt động của hệ thống lọc và kết quả quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí. Tai nạn của tỷ phú Vichai, ông chủ câu lạc bộ Leicester, khiến những người hâm mộ bóng đá bàng hoàng. Trong lòng những người hâm mộ, tỷ phú Vichai là người viết cuốn truyện thần tiên mang tên Điều Kỳ Diệu ở sân King Power. Mùa giải Ngoại hạng Anh 2015-2016, Leicester khởi đầu mùa này với tỷ lệ cược 5.001 đặt 1 ăn 5.000 cho khả năng họ vô địch, tức là có khả năng rất hạng cao nhất giải chứ không phải là ứng viên cho danh hiệu. Nhưng họ chỉ thua 3 trận ở Premier League và giành chức vô địch. Cho tới giờ, đó thực sự vẫn là chuyện cổ tích thời đại. Hiếm vị chủ tịch câu lạc bộ nào tại Anh có hành động kỳ lạ như ông Vichai. Ở một quốc gia phương Tây, nơi đạo công giáo chiếm đa số, vị tỷ phú người Thái lại nhờ đến sức mạnh Phật giáo để cầu phúc cho đội nhà. Trước các trận đấu, ông chủ Leicester thường đưa các nhà sư đến sân để làm phép. Tỷ phú Vichai cũng không thích ánh đèn sân khấu. Ông hiếm khi xuất hiện trước báo giới và trả lời phỏng vấn, thường để con trai mình, Ayawat, làm người phát ngôn. Để chúc mừng chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của các cầu thủ, tỷ phú Vichai quyết định gửi đến đội bóng món quà rất đặc biệt. Ông mua 19 chiếc BMW i8S để tặng cho cầu thủ. Giá của mỗi siêu xe khoảng 100.000 bảng. Như vậy, món quà đặc biệt này có giá lên tới 1,9 triệu bảng. Giới cầu thủ rất thích tỷ phú Vichai do họ dường như không có khoảng cách quá xa lạ. Khi chiếc máy bay trực thăng của vị tỷ phú gặp nạn hôm 27 tháng 10, dàn cầu thủ Leicester thất thần. Họ chưa biết tính mạng của ông Vichai ra sao, nhưng tất cả đều có biểu hiện chung. Họ cầu nguyện và chờ một phép màu.
Mùa lễ hóa trang lớn nhất trong năm Halloween đang đến rất gần, và vào thời điểm này tại New York, những gian hàng lưu niệm luôn kín khách với những trang phục hóa trang đa dạng, từ các chính trị gia tới các siêu anh hùng, kỳ lân và cả những bộ đồ ma quỷ nhiều hình dạng. Ông Howard Bagey, phó chủ tịch công ty sản xuất đồ hóa trang Ruby Custom cho biết năm nay các bộ trang phục phẩm theo các siêu anh hùng từ hãng phim Marvel đang bán chạy nhất. Tiếp theo đó là những trang phục truyền thống của dịp Halloween như phù thủy hay các nhân vật quỷ. Năm 2018 là một năm chứng kiến sự thay đổi về trào lưu hóa trang. Năm nay trang phục của những chiến binh báo đen, cả nam lẫn nữ đều gây lên cơn sốt. Các nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim kinh dị như Thứ Sáu Ngày 13, Lưỡi Cưa hay Halloween cũng đang được tiêu thụ với số lượng lớn. Với đa dạng các loại hình từ mặt nạ, trang phục, áo choàng tới những băng đĩa về các nhân vật nổi tiếng qua phim truyện hay truyện tranh, mùa Halloween năm nay dự báo sẽ rất sống động với nhiều nữ anh hùng, người nhện, người rơi hay các chiến binh báo đen đi khắp thành phố New York. Tôi đã mua 3 trang phục hóa trang trong năm nay. Ở nhà tôi có tới 32 bộ hóa trang. Tôi muốn mỗi năm mình đều trong một trang phục khác nhau. Mọi năm tôi chỉ mua đồ hóa trang cho con mình, nhưng năm nay tôi cũng tự mua cho mình một bộ để tận hưởng không khí vui nhộn của lễ Halloween. Ngoài trào lưu hóa trang thành siêu anh hùng, mặt nạ hóa trang thành Tổng thống Donald Trump cũng rất đắt hàng. Lễ hội Halloween không phải là lễ hội duy nhất được tổ chức để dành cho những người chết và ma quỷ, bởi trên thế giới còn tồn tại một lễ hội nữa cũng có nội dung tương tự. Tại Mexico, lễ hội này lại được thể hiện với một cái tên khác là lễ hội người chết. Vào cuối tuần vừa qua, hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Mexico City để tham dự lễ diễu hành khởi động cho dịp lễ kéo dài đến hết ngày 2 tháng 11. Tôi thấy đây là một lễ hội rất có ý nghĩa, bởi lẽ đây là dịp để chúng ta tôn vinh và tưởng nhớ những người đã khuất. Lễ hội người chết năm nay tại Mexico còn mang một ý nghĩa nhân văn, cầu chúc bình an cho những gia đình Mexico bị ly tán sau khi nhập cư sang Mỹ. Vào những ngày này, chúng tôi lập bàn thờ cúng tế tổ tiên và chúng tôi cúng lên tổ tiên những thực phẩm ngon nhất. Đó là cách chúng tôi tưởng nhớ người đã khuất. Theo những nhà tổ chức, ý tưởng về lễ diễu hành nhân ngày lễ hội người chết được khởi nguồn từ bộ phim 007 khi James Bond đuổi theo tên tội phạm tới thành phố Mexico City đúng ngày lễ này, khi đám đông đang rước những hình nhân vinh danh người đã khuất. Từ đó, lễ diễu hành nhân ngày lễ hội người chết đã trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút nhiều du khách quốc tế. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, với cách làm mới mẻ nhưng hiệu quả của chương trình kết nối khởi nghiệp năm, tuổi trẻ Lâm Đồng có thêm nhiều sức bật trên con đường lập thân lập nghiệp. Thưa quý vị, nhiều bạn trẻ ở Đà Lạt, Lâm Đồng khi vừa tốt nghiệp giảng đường đại học đã chọn lĩnh vực nông nghiệp, thế mạnh kinh tế của địa phương để lập nghiệp. Hiểu được quyết tâm khởi nghiệp của các bạn trẻ còn lắm trông gai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lâm Đồng đã tổ chức thành công chương trình khám phá thực tế với chủ đề kết nối khởi nghiệp năm 2018. Tuy là năm đầu tiên được triển khai nhưng chương trình giao lưu đem lại cho các bạn trẻ những cái nhìn mới mẻ, nhiều kiến thức bổ ích giúp các bạn hung đúc quyết tâm khởi nghiệp bằng con đường nông nghiệp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Dù phải xuất phát từ sớm vì chặng đường khá xa, vậy mà khi vừa đặt chân vào vườn hoa lan vũ nữ sực sỡ của công ty Hoa Mặt Trời, huyện Đức Trọng, 150 bạn trẻ của chương trình đều như bừng tỉnh, chăm chú lắng nghe và rất thỏa mãn khi tất cả các thắc mắc của bản thân đối với dự định khởi nghiệp từ lan đều được các ông lớn của ngành giải đáp và trải lòng. Hiện công ty Hoa Mặt Trời đang liên kết với hơn 40 hộ nông dân của huyện Đức Trọng và Chi Linh để trồng một số lượng lớn lan vũ nữ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, thị trường vốn nổi tiếng khó tính trên thế giới. Mỗi chậu có thể cho các 6 cành một năm, đã cho thu hoạch thường xuyên. Giá cả được quyết định bởi sàn đấu giá OTA tại Nhật Bản. Tôi cũng rất là hoan nghênh những cái người mà chịu khó đi học hỏi. Và chính chúng tôi là công ty Hoa Mặt Trời cũng đã giúp đỡ cho và tạo cái liên kết sản xuất. Cái hàng hóa của các hộ nông dân nhỏ lẻ đấy đã được công ty Hoa Mặt Trời tập hợp và xuất khẩu qua Nhật Bản thành công. Thỏa lòng với lan, chương trình kết nối khởi nghiệp 2018 lại đưa các bạn trẻ đến với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy, cũng tại huyện Đức Trọng. Từ quy mô sản xuất trang trại,
tháng 4, 2013, anh Nguyễn Hồng Phong đã vươn lên thành lập công ty với tổng diện tích canh tác rau các loại là 110 hectare, trong đó hơn 70 hectare đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi năm, doanh nghiệp Phong Thúy cung cấp ra thị trường 10.000 tấn rau các loại, đạt doanh thu hơn 90 tỷ đồng. Kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở đây gồm phủ màng ni lông trên đất để chống xói mòn, tránh cỏ dại, lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước, nhân công, phân bón, sử dụng nhà lưới, nhà kính để kiểm soát độ ẩm, ngăn chặn côn trùng xâm nhập, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây trên giá thể trong nhà kính. Thì mình nên vận dụng những cái lợi thế ở tỉnh mình, chẳng hạn như là Đà Lạt, Lâm Đồng của mình ấy, cái lợi thế đầu tiên là lợi thế về tự nhiên, tức là đất cát thì tương đối là màu mỡ, rồi mình nằm ở trong vùng nhiệt đới, nhưng mà nó ở cái độ cao ấy, phần lớn ở cái độ cao từ 800 tới 1.500 mét, là mình nên khai thác từ cái đó. Chẳng hạn như là về nông nghiệp, thì chúng ta nên đào sâu vào ứng dụng cái nông nghiệp công nghệ cao, tại vì cái nông nghiệp công nghệ cao ấy, nó làm cho cái lợi nhuận và cái doanh thu trên một đơn vị diện tích cao hơn nhiều lần so với cái sản xuất thông thường. Ngoài các cơ sở sản xuất rau hoa, chương trình kết nối khởi nghiệp năm 2018 còn tạo điều kiện để các bạn trẻ được tìm hiểu về quy trình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, nổi bật như hợp tác xã Tiến Huy, huyện Đức Trọng. Hiện cơ sở đang hợp tác với hơn 30 hộ nông dân ở Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương. Quy trình hợp tác với nông dân trồng luân canh các loại rau của hợp tác xã Tiến Huy theo hình thức cuốn chiếu với nhà kính, trồng và thu hoạch lần lượt một vòng từ ớt ngọt đến dưa leo baby, bông cải xanh baby, rồi trở lại trồng ớt ngọt. Với nhà lưới, trồng và thu hoạch chủ lực cây ớt ngọt, khoảng hơn 10 tháng thì xuống giống luân canh các loại rau khác, đến một năm sau mới vòng lại trồng cây ớt ngọt. Với thanh niên thì tôi nói hết sức là thật lòng, đó là cái việc đầu tiên chúng ta làm phải có cái tâm. Ngoài ra, cái này là tôi nói thật lòng á, nếu như chúng ta không có tâm lúc đầu thì rất là khó làm. Và khi một cái sản phẩm chúng ta làm ra thì tôi nghĩ rằng là trong đầu óc thanh niên phải nghĩ rằng chúng ta làm ra cái sản phẩm đó để một phần nào đó giúp ích cho gia đình, cho xóm làng và lớn hơn nữa là cho đất nước. Thông qua hình thức tham quan điểm các mô hình sản xuất hiệu quả, hàng loạt những băn khoăn của các bạn trẻ như khởi nghiệp nông nghiệp bắt đầu từ đâu, phải làm gì để chọn ra sản phẩm chủ lực, cách thức hình thành kênh phân phối bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0. Khi Ủy ban thư ký chọn các mô hình này để các anh em đoàn viên thanh niên khi đến thì cũng sẽ thấy được cái tiềm năng thế mạnh của địa phương mình, cũng như là được các anh em sẽ chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm khởi nghiệp, cũng như là cái cơ hội mà tham gia hợp tác phát triển trong cái chuỗi liên kết của các đơn vị này họ đang làm, và tiềm năng mà xuất khẩu lợi thế của địa phương. Và thông qua chương trình thì cũng mong là các bạn sau khi ra trường cũng như là trong quá trình khởi nghiệp hoặc là trong quá trình thực hiện công việc cũng có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như có định hướng vững chắc để chúng ta khởi nghiệp thành công. Sau cái chuyến đi hôm nay thì em cảm thấy em tiếp xúc được những con người mà đi lên từ bàn giấy trắng. Với lại em tâm đắc nhất là về cái mô hình mà trồng lan. Em học hỏi được một số kinh nghiệm của các nhà vườn, và rồi em thấy được các dây chuyền mô hình sản xuất của các hợp tác xã. Sự thích thú, phấn khởi được thể hiện rõ trên từng gương mặt, tràn đầy sức sống và niềm tin tuổi trẻ. Khi được tham gia một chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa và được gặp gỡ những tấm gương điển hình vượt khó đi lên từ nông nghiệp trên mảnh đất cao nguyên. Hy vọng với cách làm mới mẻ nhưng hiệu quả của chương trình kết nối khởi nghiệp sẽ là điểm nhấn của hoạt động thanh niên trong năm 2018 và những năm tiếp theo, để tuổi trẻ Lâm Đồng có thêm nhiều sức bật trên con đường lập thân lập nghiệp, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.